có là xe vàng. Con có đôi không? Không có đôi thì bà ăn nha. Tại vì có. Bà ăn xe vàng, bà xỉ đỏ. Vậy là con đánh hai con này. Được không bà? Ăn được, ăn được. Ê, nhà mình nói nghe nè. Bà biết con ăn cái này đó, con sẽ bể cái phối màu trắng đúng không? Ủa? Sao bà biết hay quá vậy? Trời ơi, bà đâu có đối thủ đâu con. Ăn thì cất vô đây đây rồi. Đánh đi, ăn rồi, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Vậy con đánh con ngựa trắng. Ô, xin lỗi con á, bà tới. 1, 2, 3, 5, 7. Vậy là con thua rồi hả? Không có thể thua mà con phải chung tiền vậy thôi. Sắp đi con ơi, bỏ bài xuống sắp đi nè. Sẽ qua nữa, trời này hên quá, chung tiền, chung tiền. Thôi bà thắng hoài à, tụi tôi không chơi nữa đâu, hết tiền rồi. Ê, hết tiền tôi cho mượn tiền. Thôi tôi không chơi nữa đâu, tụi tôi không phải đối thủ của bà. Thôi đi về đi. Thôi thôi, nó nghe nè, vậy thôi tôi trả tiền lại bà. Ăn nhiêu trả nè, chủ yếu là vui chơi thôi, mấy bà ở đây chơi tôi đi. Thôi có chơi giỡn bà cũng thắng à. Ở xóm này ai cũng biết tiếng bà đó. Môn này bà chơi giỏi lắm hả bà? Mà ở lại chơi đi mà. Chơi rồi ăn bánh rồi chơi với tôi cho vui đi. Ê, đói bụng rồi cơm nước. Cái gì vậy? Trời ơi, cờ bạc à? Anh vui chơi không nói gì hết. Vui chơi cái gì? Tôi nói cho bà đây, cấm cờ bạc trong nhà đây. Đâu có cờ bạc ăn tiền đâu, tụi tôi vui chơi. Đó, tiền bạc không nói gì đó. Dẹp mấy người về hết đi. Tôi về nha bà. Không được, đánh bạc đó đó. Tôi về nha bà. Thôi tôi về nha bà. Đi về bà ơi. Cờ bạc là bạc thằng bà biết chưa? Đánh đề thì ra đê mà ở. Không có bạn bè tôi mà nói. Để tôi chút tiền ít vui chơi chứ có ăn. Ăn chơi ăn ngồi trả lại chứ đâu có. Dẹp. Không được cờ bạc trong nhà này. Tôi nói một lần nữa nha. Không được tổ chức cờ bạc trong nhà này. Ông bà ta nói rồi, cờ bạc là bác thằng Bằng, bà nghe chưa? Đã. Nghe rồi, đâu có né đâu, nó hoài à. Cấm cờ bạc đó. Giờ thì cơm nước cũng chưa có. Hết ghê lắm. Giờ ông bà nói gì? Dạy vợ từ thở còn thơ. Trời ơi cái bà này, mất nhà như chơi. Nếu mà cờ bạc hoài cái bà này, bà già quá đây không còn thơ nữa. Nhưng mà vẫn phải vậy. Cấm cờ bạc. Trời ơi, chơi gì mà sắc màu quá trời vậy? Mày chơi bà tí sắc. Trời ơi con biết không, ba con á, mẹ rủ bạn bè về chơi thì ổng la đó, cho nên bây giờ mẹ chơi trên máy nè, để ổng thấy ổng cũng la mẹ được. Rồi chơi trên máy khó chơi lắm nha, tại này là máy móc được lập trình sẵn rồi đó. Nhưng phải mẹ khen nha, mẹ chơi để giờ mẹ thắng nó không à. Thiệt luôn hả? Trời ơi mà mẹ giỏi dữ vậy. Con thấy mẹ quýnh với bạn mẹ, mẹ cũng thắng, giờ quýnh với máy thắng. Đừng nói mốt mẹ thành thần bài luôn nha. Mẹ không dám nhận cái chức đó, nhưng mà bạn bè mẹ giờ mẹ rủ không bà nào dám chơi, bà nói mẹ là thần bài. Thần bài vô đói à. Cái gì 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 bài bạc gì đây, thần bài gì hả? Bà làm gì đó? Chơi gì? Chơi tứ sắc trên máy. Trời ơi, tụi nó cấm tiệt trong nhà này, không được cờ bạc. Nữ mà cờ bạc nó hư hỏng à. Cấm tiệt cho chưa? Chơi trên máy có gì đâu mà la. Không được. Thôi mà ba đâu có căng thẳng như vậy, ba chơi trên máy được. Không, có con binh mẹ con nữa hả? Dẹp vô đúng không? Cái gì kỳ cục vậy? Ông khó gì vừa thôi chứ. Dọn cơm đi, cấm cờ bạc. Tôi rủ bạn bè về chơi cũng la, bị chơi trên máy cũng la nữa. Bây giờ tôi xuống chơi với bếp rồi được không? Ừ, nấu bếp thì được. Khó khăn quá à. Cái gì cũng nói chứ, còn cái gì là thú vui của tôi. Vậy đi. Sẵn tháng nữa. Trời ơi, B50 du lịch với B50. Chơi này chán mà. Chơi phải có người ngồi chia rồi ăn tiền. Chơi trên mạng mình thắng đâu có hay đâu trời. Đang ngứa tay ngứa chân quá thiệt tình. Thắng. Bà ơi. Trời ơi, ai thấy vô đây không vậy? Dạ không. Ôi, sao con vô mà con không nói là bà hết hồn, là như ma vậy? Bà đang chơi gì bà? Đánh bà tứ sắc online. Mà chơi này không có đã. Ủa sao bà không chơi dưới mà chơi trên này? Trời đất ơi, con nghĩ sao vậy? Trời ơi, ông nội mà biết là bà chửi bà nội chết luôn. Không có cho chơi trên bài. Mà bà ngứa quá, lén thì chơi. Mà con biết không, chơi phải có người đối diện chơi mới đã. Nhưng mà bà ơi,
chơi ở trên không có vui đâu. Sao chơi vậy? Trực tiếp mới vui. Thì đó, cô biết chơi không? Dạ không. Ê, không chơi chơi đi, bà chỉ cho, dễ lắm. Con học bài khó chứ bà chơi đến bài. Đừng nói bà, chơi đi. Chơi đi. Ê, nói nghe nè. Chơi bây giờ chơi mới biết chơi thôi, chơi tới trơn 1.000, cứ hoàn 2.000 đi. Thôi bà ơi, chơi bèo quá hả? Sao? Chơi 5-10 đi. Trời đất ơi. Ê, con không biết chơi mà con chơi thua là nhiều lắm á nghe. Thôi nhà con có điều kiện rồi bà, đừng lo. Ê, thua không có đòi lại nha. Dạ. Dễ lắm, bà chia cái nào con biết, con đưa bài xuống cho bà thấy, bà chỉ cho. Dạ. Ừ. Có là xe vàng. Con có đôi không? Không có đôi, bà ăn nghe. Tại vì có. Bà ăn xe vàng bánh xỉ đỏ. Vậy là con lấy hai con này, được không bà? Ăn được, ăn được. Ê, nhưng mà nói nghe nè, bà biết con ăn cái này á, con sẽ bể cái phối màu trắng đúng không? Ủa, sao bà biết hay quá vậy? Trời ơi, bà đâu có đối thủ đâu con. Ăn thì cất vô đây đây rồi. Đánh đi, ăn rồi đánh đi, đánh đi, đánh đi. Vậy con đánh con người trắng. Ơ, xin lỗi con, bà tới. 2, 3, 5, 7. Vậy là con thua rồi hả? Không có phải thua mà con phải chung tiền vậy thôi. Sắp đi con ơi, bỏ bài xuống sắp đi. Giờ con đánh con sỉ trắng. Sỉ trắng hả? Bà ăn. Con sơn rồi đó nha. Con biết trên tay bà còn con ngựa xanh và con pháo đỏ phải không? Bà mà đánh con pháo đỏ ra là con đánh đôi này đó nha. Sơn rồi hả? Trời ơi, nó mới bơi chơi mà sao nó biết tay mình cầm gì ta. Đánh pháo đỏ thì nó đôi nó tới. Không đánh pháo đỏ. Con sơn rồi phải không? Anh pháo đỏ con tới phải không? Đánh ngựa xanh. Con tới Quang. Con đã lừa được bà rồi. Trời ơi, nó mới biết chơi mà sao nó giỏi vậy trời. Nó biết cách bài mà ngắm cái con gì con gì. Bài bà. Bài. Ủa đâu trời. Không lẽ lừa hả? Bây giờ đánh con gì đây ta? Bà đừng có suy nghĩ nữa. Bây giờ con biết trên tay bà có những con gì. Con sỉ trắng, con tượng xanh và con pháo đỏ, đúng không? Sao nó giỏi vậy trời? Không lẽ thấy bài của mình mà mình đâu có để thấp đâu. Đánh con nào cũng ăn hết rồi. Sỉ trắng. Con không có. Vậy mà nói con nào cũng ăn. Không có thì lật đi. Nhưng con sẽ lật con pháo đỏ cho bà ăn. Làm như thần bài đó, lật thử coi. Trời đất ơi, bà đừng có làm binh, bà chứ sắc rồi hả? Đâu có đâu, đâu có đánh bại gì đâu. Cái gì nữa? Đâu có đâu, tụi đang chơi gì đi. Trời ơi là trời, bà bình tĩnh đi bà. Đâu có. Bà ơi, con về vậy bà. Nói nổi rồi, Dũng Mi. Dạ thầy. Bà xem em dám rủ bà đánh bài hả? Đâu có đâu, bà rủ em đánh bài mà. Trời đất ơi, thấy không, bây giờ là bà cờ bà không bỏ được mà dụ con nít nữa kìa. Chủ đâu mà ơi, con về nha bà. Bà con thiếu có 10.000 á. Ghê chưa? Mẹ. Cái gì? Bà con thiếu có 10.000 nha bà. Ghê. Biết rồi. Trời ơi, quýnh bài thiếu nợ rồi kìa, trời ơi. Vô cái gì? Mẹ sao mẹ lại rủ học sinh của con đánh bài mẹ? Trời ơi, nó còn đánh con hay hơn mẹ nữa kìa, nó ăn hết tiền của mẹ kìa. Biết gì đó. Gì vậy? Xuống đi. Ta chơi đến đây cũng leo lên kiếm mà.
Tại sao mà mình không thể đánh thắng nó? Mình thua nó không vậy? Nó đánh thầy hay là tại mình đánh dở? Trời ơi, đừng ngu nữa. Nội ơi nội, nội có gì ăn không nội? Nói bụng quá. Đồ ngu. Nội, con có làm sao nội chửi con ngu? Ai cũng nói mình là thằng bài, tại sao không thể thắng nó được chứ? Phải thắng nó một bàn mới đáng nguyện. Gì vậy bà? Bây giờ mình lên trên phòng của ông Phúc á, chơi với bà dài giá nha. Dạ thôi bà ơi, con không chơi đâu. Hôm bữa thầy bắt con nhảy cốc tới 10 vòng lận á, con không chơi đâu bà ơi. Nghe nè, bữa nào không có thầy Phúc ở nhà, không có ai ở nhà hết trơn á, kêu bà lên trên phòng thầy Phúc, kêu bà khóa cửa lại, không ai biết đâu ha con ha. Thôi thầy kêu con, con nít không có được chơi bài bạc, con không chơi đâu. Đúng mà, bà năn nỉ con mà. Con năn nỉ bà mà. Cái gì vậy? Có gì đâu, hai người nó rù rỉ gì mờ ám lắm. Cái gì đâu mờ ám. Ông đừng có để ý chuyện mà không phải của mình. Nè, bà định rủ đi chơi tứ sắc là chuyện gì đúng không? Rủ đâu mà rủ. Bà coi chừng tôi đó, cả con nữa đó Yuki. Con là Yumi chứ không phải Yuki đâu ông. Mi hay Ki gì miễn có chơi được rồi. Yuki. Đi lên trên chơi đi con. Một giác thôi. Thôi con không chơi nữa đâu bà ơi. Bà đang nghĩ con một giác. Thôi con không chơi nữa đâu bà ơi. Alo. Mình biết rồi, bây giờ mình ra liền nè. Chờ mình xíu nha. Yumi. Trời ơi, sao nó bỏ đi vậy ta? Thật quá. Nó là con đứa con nít mới biết chơi, còn mình á là ai cũng kêu mình là thần bài, tại sao phải thua nó? Phải thắng nó một giá mình mới mãn nguyện. Yumi. Ủa là mày ngon lắm ha. Yumi, bà ai kiếm bà chị? Ai? Mi, bà năn nỉ con mà chơi với bà một dáng đi con. Thôi con không chơi nữa đâu bà ơi, con là học sinh mà không chơi được đâu. Kệ học sinh chơi không ai biết, được con của mình bà với con biết không ai biết. Thôi thầy với lại ông la. Rồi bây giờ nha, lên trên phòng của thầy Phúc khóa cửa lại, không ai biết đâu hả con ha. Cái này là rất khó xử đó hả? Dễ chứ, chơi tới đâu khó con. Chơi một dáng nữa thôi nha. Một dáng nữa phải không? Đồng ý phải không? Vậy chơi 5 dáng. Thôi bà ơi, em có thắng nãy giờ có thắng nhiều quá rồi, con chơi bài cũng mệt rồi, con nghỉ nha bà. Ê, em được rồi, chơi cho bài bạc mà ăn nhiều mà nghỉ vậy thì kêu ăn xin no không được rồi. Bây giờ phải chơi cho bà thắng con một trận mới được. Nhưng mà thôi, lỡ ông về ông thấy rồi ông kêu con dụ bà chơi nữa mất công. Không có, giờ nãy giờ con chia mệt thôi, để bà chia nha. Yên tâm đi, trời lớn rồi tự nguyện chứ ai mà ai dụ ai. Bà đóng cửa rồi, giờ này ai cũng bận biểu, chơi cho bạn. Nhưng mà con nói thiệt với bà nha, bà không phải đối thủ của con đâu, con chơi giỏi lắm. Bà không phải đối thủ của con hả? Con chơi giỏi hả? Vậy chơi 50 trăm đi. Thôi bà chơi mà ăn thua quá rồi, con về đây. Ê không về, thôi như cũ, năm mười. Rồi, đi đi. Nhưng mà bà hứa với con là cái này nếu mà con thắng á là ván cuối nha. Nhưng mà nếu bà thắng con thì sao? Thì con chơi tiếp. Rồi đi chị, bắt bài đi. Trời ơi, cái mặt cái con này nó láo quá vậy ta. Tại sao vậy? Tại sao nó lại chơi bài giỏi như vậy? Hồi nào giờ mình là chưa có ai là đối thủ mà tại sao mình bây giờ mình lại thua cái con miệng còn hôi sữa Yumi. Trời ơi, nhìn cái mặt nó bên đó tức quá chứ quá. Bé Năm ơi, bé Năm mày phải thắng một trận nghe bé Năm,
Hết hồn. Cái gì vậy? Mẹ con ra đánh bài ở trận. Nữa hả? Đánh bài. Mở cửa vô bắt quá tay. Con tới quan nữa rồi bà. Con thắng bà nữa rồi. Nhưng mà thôi, không chơi nữa đâu bà ơi. Chơi con thắng hoài con mệt quá. Lại con trả tiền cho bà nè. Bà giữ tiền nha, con về đây. Tấn công Yêm. Không được giết Yêm. Dung My, thầy nói với con sao hả Dung My? Tại sao con dám nữa? Trời đất ơi bà nữa nha. Cơ bạc quay. Chào ông, chào thầy. Ba, đi xuống. Đi. Trời ơi, Thoa Son, bún bài mặt của tụi con. Bài Thoa Son gì mẹ? Ơi, trời sinh ra bên nắng, ngồi sinh ra Dung My. Mẹ ơi,